Ok, đóng cặp niền với lại bộ câm cho khách. Quay video cho anh em xem chơi. Đây, bộ câm với cặp niền. Anh em có nhu cầu mua phụ tùng nhân sơ cấp thì luôn cái nhắn tin trong Zalo giúp mình, có số Zalo trên màn hình các bạn. Bộ cam thì bỏ trong luôn. Ok. Cam chín gì gói vô nha. Kẹp nó vô giữa. Ok, xong.